Vậy là sẽ không có cuộc đấu trong mơ nào giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo ở mùa giải năm sau, khi mà mới đây El Pulga đã chính thức gia nhập Inter Miami, câu lạc bộ của cựu danh thủ David Beckham, và là đội bóng trực thuộc giải nhà nghề Mỹ MLS. Và cũng có những người sẽ tiếc nuối về việc tại sao Messi không tiếp tục ở lại châu Âu, trong khi siêu sao người Argentina vẫn có thừa khả năng, đặc biệt là các cổ động viên của Barcelona. Đây sẽ là lần đầu Messi chơi bóng ở ngoài châu Âu. Anh đã muốn ở lại lục địa già thêm một mùa giải nữa, với ưu tiên khoác áo Barca nhưng không nhận được lời đề nghị nào. Đội chủ sân Camp Nou đang gặp khó khăn về tài chính, chính vì thế không thể đưa ra đề nghị cho huyền thoại đội bóng. Để rồi Messi chỉ có thể lựa chọn giữa Inter Miami hoặc là Al Hilal. Nhiều người muốn Messi gia nhập Al Hilal để tái ngộ với Cristiano Ronaldo và Karim Benzema cùng giải đấu. Đề nghị từ Saudi League được cho là có chế độ tốt hơn MLS, nhưng Messi muốn chơi bóng ở Mỹ hơn vì nhiều lý do như cuộc sống và hợp đồng với những thương hiệu lớn vượt xa tầm bóng đá. Tiền đạo 36 tuổi cũng đang sở hữu một ngôi nhà ở Miami, bang Florida và đang cho thuê. Với Messi, anh quả thực vẫn chưa từ bỏ mong muốn giải nghệ ở Barca. Ít tiếng trước, trong khi trả lời phỏng vấn trên Diario Sport, nhà đương kim vô địch World Cup cho biết: "Tôi muốn có một buổi chia tay đáng nhớ như Sergio Busquets, Gerard Piqué, Andres Iniesta hay Xavi từng nhận được, vì tôi xứng đáng với điều đó. Tôi đã bị coi như nhân vật phản diện trong phim và tôi không thể nói lời tạm biệt với người hâm mộ." Trước đó, chỉ cách đây nửa năm thôi, không ít người hâm mộ bóng đá trên thế giới cũng đã có một cảm giác tương tự khi Cristiano Ronaldo đến Ả Rập Xê Út để thi đấu cho câu lạc bộ Al Nassr. Trong 15 năm qua làm bóng đá thế giới, không có cuộc so kè quyết liệt nào bằng Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Một thế giới bóng đá hậu kỷ nguyên Messi và Ronaldo sẽ rất khác, với những dấu hỏi về sự kế thừa và tầm ảnh hưởng sau khi hai siêu sao hàng đầu không còn tiếp tục gắn bó với sự nghiệp đỉnh cao tại châu Âu. Chúa sắp xếp để Pele và Diego Maradona là kình địch của nhau, dù có một điều rất kỳ lạ khi hai huyền thoại này sống ở hai thời đại khác hoàn toàn. Và trong kỷ nguyên hiện đại, chúng ta có Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, một cuộc chiến cần sức kéo dài cả thập kỷ. Cựu danh thủ Luis Figo từng có một câu nói nổi tiếng đại ý rằng hương vị mà Messi và Ronaldo mang đến cho bóng đá giống như loại nấm hảo hạng hay món trứng cá muối ngon tuyệt. Trong suốt hơn một thập niên đã qua, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo lần lượt thay phiên nhau thống trị bóng đá thế giới. Trong kỷ nguyên bùng nổ của mạng xã hội, El Pulga và CR7 cũng là hai cầu thủ giúp môn thể thao vua tạo ra sức hút lớn lao với phần còn lại của thế giới. Khi Ronaldo chuyển từ Real sang Juventus, một lượng lớn người hâm mộ cá nhân cầu thủ trên mạng xã hội cũng chuyển từ Tây Ban Nha sang Italia. Bóng đá hiện đại đang ghi nhận một hiện tượng mới, đó là tình yêu mà các cổ động viên dành cho một cầu thủ đôi khi còn vượt qua cả tình yêu mà họ dành cho câu lạc bộ. Cuộc ganh đua giữa hai cầu thủ nói trên tạo ra sự tranh cãi, sự thu hút và hội tụ đủ mọi yếu tố khiến những cổ động viên không thật sự thích bóng đá cũng muốn theo dõi. Đây là hai cầu thủ mà trong suốt hơn một thập kỷ qua, tất cả chúng ta, những người hâm mộ bóng đá đều nói về họ. Ở đó luôn có hai phe rõ ràng được chia ra, thậm chí câu hỏi Messi hay Ronaldo còn được người ta hỏi đi hỏi lại. Messi và Ronaldo, một người có 7 quả bóng vàng, còn người kia cũng đã 5 lần sở hữu danh hiệu cao quý nhất về mặt cá nhân này. Họ liên tục tàn phá các kỷ lục và có mặt trong cuộc đua vua phá lưới ở tất cả các đấu trường mỗi năm. Lý do đơn giản là người này cung cấp động lực cho người kia, giúp cả hai không ngừng nỗ lực. Họ không được phép ngủ quên trên vinh quang mà phải tập luyện mỗi ngày, chiến đấu mỗi ngày. Có một điều thú vị thế này, nếu Ronaldo ghi bàn thắng lập tức Messi phải đưa ra câu trả lời xứng đáng, hay khi Messi có hat-trick chẳng hạn. Tất cả lại đổ dồn về phía Ronaldo và háo hức xem CR7 đáp lễ như thế nào. Cả hai bị đẩy vào một guồng quay như thể một vòng lặp vô tận, và điều đó cũng đang trở thành thói quen của đại đa phần những khán giả xem bóng đá trong kỷ nguyên thống trị của hai cái tên này. Nhưng giờ đây, khi cả hai đều không còn gắn bó với sự nghiệp đỉnh cao tại châu Âu nữa, thì danh sách ở những cuộc đua giày vàng hay vua phá lưới cũng không còn tên họ nữa. Cũng sẽ không còn những con số được tăng lên hàng ngày như mọi khi nữa. Động tác ăn mừng siêu quen thuộc có thể vẫn còn với những người đã được truyền cảm hứng. Câu hát Messi Messi trên khán đài cũng có thể sẽ được hát vang trên khán đài trên khắp các sân cỏ châu Âu và đặc biệt là tại sân vận động Camp Nou. Tuy nhiên, những người đã tạo nên những điều tuyệt vời này, họ đã đi xa khỏi lục địa già rồi. Một người năm nay 38 tuổi mang quốc tịch Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục gắn bó với châu Á, chiến đấu ở giải đấu của sự giàu có và được dự báo là càng ngày sẽ lại càng có thêm nhiều ngôi sao lương trăm triệu cập bến. Còn người kia, năm nay 35 tuổi, quốc tịch Argentina sẽ đến với khu vực Bắc Mỹ và trở thành biểu tượng quảng bá cho nền bóng đá tại đây. Có thể liên tưởng đôi chút tới Pele ngày trước,
Vua bóng đá cũng đã từng dành ra 4 năm cuối cùng trong sự nghiệp để chơi bóng tại Hoa Kỳ. Có thể đây chính là giấc mơ Mỹ của riêng Messi, hoặc cũng có thể là bước đệm để siêu sao người Argentina dấn thân vào Hollywood, hay vì bất kỳ một lý do nào khác như gia đình, mong muốn chẳng hạn. Nghe qua thì những điều này có vẻ không tệ lắm đối với họ nhỉ, nhưng quả thực nó tệ đối với chính chúng ta, phần lớn là cảm giác hụt hẫng. Sau gần ấy năm cống hiến cho bóng đá đỉnh cao, Ronaldo lẫn Messi đều chưa dừng lại. Họ vẫn còn thi đấu và muốn tiếp tục cống hiến mà, phải không nào? Tôi từng có nhiều thất bại nhưng luôn hướng về phía trước để giành chiến thắng. Tôi luôn cố gắng cải thiện bản thân và muốn nhiều hơn nữa. Chiến đấu cho ước mơ của bạn với quả bóng tròn là điều đẹp đẽ nhất, Messi phát biểu sau khi vượt cột mốc 100 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Mới chỉ là chuyển nơi công tác thôi, nhưng rồi sẽ có ngày nào đó Messi và Ronaldo tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, rồi sau đó là từ giã sân cỏ. Mỗi người hâm mộ cũng có cho riêng mình câu trả lời, ai vĩ đại hơn giữa Ronaldo và Messi. Nhưng trên hết có lẽ đã đến lúc chúng ta không cần so đo ai vĩ đại hơn, mà cứ tiếp tục thưởng thức và trân trọng những cống hiến của Ronaldo lẫn Messi đối với thế giới bóng đá. Dù đang ở đâu đi chăng nữa, nhưng Messi của Ronaldo đã đang và vẫn sẽ tiếp tục lan truyền cảm hứng phấn đấu và nuôi dưỡng ước mơ cho tất cả những đứa trẻ yêu thích trái bóng tròn trên toàn thế giới. Nhưng đâu chỉ có Messi và Ronaldo, chỉ ít ngày trước thôi một quyết định cũng hết sức đột ngột và khiến tất cả các fan của Real Madrid cảm thấy tiếc nuối. Sau 14 năm gắn bó với Real Madrid, một quả bóng vàng khác của bóng đá thế giới Karim Benzema cũng đã quyết định chia tay đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha để đến Ả Rập Xê Út thi đấu. Anh ký hợp đồng 3 năm với đương kim vô địch Saudi Pro League, câu lạc bộ Al Ittihad với mức đãi ngộ cao gấp chục lần so với mức lương mỗi mùa ở Real. Tiền đạo người Pháp thậm chí còn được thưởng thêm nếu như đất nước Trung Đông này có thể giành quyền đăng cai World Cup 2030. Benzema đã ghi 354 bàn sau 648 trận khoác áo Real Madrid, giành tổng cộng 25 danh hiệu. Hôm 5 tháng 6 khi tham dự buổi lễ tri ân do đội chủ sân Bernabeu tổ chức, Benzema khẳng định anh sẽ không bao giờ quên Real. Tiền đạo 35 tuổi cảm ơn huấn luyện viên, đồng đội và chủ tịch Florentino Perez. Đã đến lúc tôi phải rời đi và viết một câu chuyện khác. Nhưng những thứ từng giành được ở đây là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Đây là một ngày buồn khi tôi phải rời Real Madrid. Tôi từng mơ ký hợp đồng với Real rồi kết thúc sự nghiệp ở đây. Nhưng đôi khi cuộc đời trao cho ta những cơ hội mới và tôi cùng gia đình quyết định nắm lấy. Tiền đạo người Pháp trải lòng. Trên hết, lựa chọn bước đi tiếp của Messi, Ronaldo hay Benzema vẫn tạo nên những cơn sốt truyền thông và thương mại. Bóng đá ngày nay không còn giống như những năm thập niên về trước nữa. Mỗi bước đi của những cầu thủ thuộc vào dạng siêu sao ở tầm cỡ world class thực sự tạo ra giá trị về kinh tế cho các câu lạc bộ mà họ thi đấu. Báo cáo tài chính cho thấy Juventus đã tăng 22% doanh thu kể từ khi Ronaldo gia nhập câu lạc bộ nước Ý và rồi sớm rớt lại vị thế ban đầu khi anh rời đi. Và sau nhiều thập niên nữa, ngôi đền huyền thoại của làng túc cầu vẫn sẽ khắc ghi các kỷ lục cùng sự cống hiến của Messi, Ronaldo và Benzema đối với bóng đá. Bởi vậy đừng bao giờ thôi tôn trọng những con người vĩ đại đến thế. Không còn những cuộc đua song mã quen thuộc năm nào, khi mà cả Messi và Ronaldo đều đã rời bỏ châu Âu. Đương kim của bóng vàng Karim Benzema cũng vừa mới xách ba lô và đi đến đất nước Ả Rập Xê Út xa xôi để đối đầu với người đồng đội đã từng rất ăn ý. Quả thực họ đều là thần tượng, là niềm cảm hứng lớn của biết bao trẻ em trên toàn thế giới này. Tất cả những gì mà cả ba làm được đối với thế giới bóng đá đều đáng được trân trọng. Chúng ta chắc chắn sẽ theo dõi những bước đi tiếp theo trong chặng cuối sự nghiệp của cả ba. Chỉ có duy nhất một điều đáng tiếc mà thôi, họ không còn ở châu Âu nữa rồi.